Alo Mandy ơi, hôm bữa sáng chạy trên đường Hùng Vương ngang Vincom, thấy ở giữa cái shop lùi với trường Nguyễn Diệu có cái xe cà phê nhỏ nhỏ xinh lắm mấy bà. Biết sao tôi để ý không? Tại thấy cái xe cũng xinh. Với lại trên đường ấp Bắc á, gần Hủ Tiếu Tiết Ngân, chỗ ngay chùa Ông Sùng Chính cũng có một xe y chang vậy luôn. Đây nè, D1990 Coffee. Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho? Thì cái xe cũng đơn giản, có mấy món mà chỉ là cà phê. Cái mà chị đang làm á là cà phê dứa 4 tầng. Nhìn cái ly dễ thương ha, xanh xanh, đen đen, trắng trắng. Tuy là hút thử phần bên dưới, trời, cái xăm dưới sữa nó ngon gì đâu. Cà phê bên trên ngất ngay nha. Rồi khi mà mấy bạn trộn lên á, cảm giác giống như là uống cà phê sữa nhưng mà nó thơm mùi xăm dứa. Còn nếu mà mấy bạn uống cà phê không được nhiều á thì thử bạc xỉu 3 tầng. Nó vẫn còn đậm cà phê hơn nha. Kiểu như là cà phê đây cho hơi nhiều á, cho hơi đậm đặc. Bạn nào mà thích nhiều sữa nữa thì dặn thêm. Xe nước này sẽ bán từ 6 giờ sáng đến 10 giờ trưa. Sắp tới thứ 6 với thứ 7 có chương trình khuyến mãi. Tôi sẽ để ở đây cho mọi người coi cho dễ nhớ. Cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip. Còn bây giờ thì bye bye.